làm video thử đi. Em đập làm quay rồi bỏ làm video tiếp đi. Bông á, rồi anh chỉ làm vô tiếp quay phim đi mấy cái bông. Bấm video. Sẽ bông hồng fleur này cái tắc mà
cái tắc mùa đông bây giờ chắc tiêu rồi. Bông hồng này ngọ quá, hồng với vàng. Cây này là dọc con này. Cây dâu. Dâu bắt đầu có trái rồi. Nè. Cây dâu. Thomas bấm màu đỏ đó. Cái ớt này hổng lại ăn gần hết rồi. Rau dấp cá lên mà nhiều ăn hết nhiều. Cái màu tím này đẹp nè. Một ngày một cây tháng năm. Tới bây giờ mới ra bông. Quay thử cái bông hồng này coi. Mùa này lấy cái võng ra đi ngủ được rồi.